Hơn nửa thế kỷ cầm bút, trong sự năng động và tư duy của những trăn trở về nghề, về thơ, đã đưa Chế Lan Viên trở thành nhà thơ lớn của văn học hiện đại và là nhà văn hóa tiêu biểu của Việt Nam. Sự nghiệp thơ ca của Chế Lan Viên được tạo dựng bởi tài năng thiên phú, ý chí, nghị lực phi thường và sức sáng tạo nghệ thuật bền bỉ. Con đường thơ trải qua nhiều biến động, cùng với những trăn trở tìm tòi không ngừng nghỉ, nhưng lại gắn bó sâu sắc với Tổ quốc, nhân dân và thời đại, đã tạo nên tên tuổi của Chế Lan Viên với tư cách là một nhà thơ, nhà nghiên cứu lý luận, nhà phê bình văn học nghệ thuật hiện đại của thế kỷ 20. Nhà thơ Chế Lan Viên tên thật là Phan Ngọc Hoan, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1920 tại xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Đến với thơ rất sớm, nhưng cho đến khi vào Quy Nhơn sinh sống, cập nhật thơ Yến Lan, ông mới ý thức được ý nghĩa của thơ và từ đó lấy bút danh Chế Lan Viên. Có thể xem Quy Nhơn, Bình Định là quê hương thứ hai của Chế Lan Viên, nơi đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn của nhà thơ. Ông tham gia nhóm thơ cùng Yến Lan, Hà Mặc Tử và Quách Tấn, được người đương thời gọi là bản thành tứ hữu của Bình Định. Năm 1937, ở tuổi 17, tập thơ đầu tay mang tên Điêu Tàn của ông trở thành một hiện tượng độc nhất trong lịch sử thơ ca dân tộc. Điểm đáng chú ý trong thơ Chế Lan Viên ở giai đoạn này và cả những giai đoạn sau, đó chính là tính triết lý, ý thức giết sóng về sáng tạo thi ca, quan niệm thi ca. Chế Lan Viên thuộc về số ít thi sĩ có ý thức về sáng tạo và quan niệm về sáng tạo rõ ràng, có hệ thống. Trong thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh nói Chế Lan Viên xuất hiện trên thi đàn với một điểm kinh dị là vì trong thơ ca truyền thống của chúng ta chưa có một giọng thơ nào mà đặc biệt cái hàm lượng trí tuệ có thể nói là cảm hứng suốt đời thơ như là Chế Lan Viên, trở thành một bản lĩnh thơ, một phong cách thơ độc đáo và gần như là duy nhất. 16 tuổi mà viết một tập thơ Điêu Tàn không phải trực tiếp nói đến cái vương triều sụp đổ của nước Chăm, mà ông gián tiếp nói đến cái cảnh mất nước dưới sự thống trị của thực dân và phong kiến. Ta có chờ đâu, có đợi đâu, ai đem xuân đến chỉ thêm sầu, với tôi tất cả đều vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Bởi vì cái mà nhà thơ chờ đợi một cái điều gì đó mới đến với dân tộc, đến với đất nước ta, đến với mỗi hồn người. Cách mạng tháng 8 thành công, Chế Lan Viên tham gia phong trào Việt Minh thành Quy Nhơn, rồi ra Huế tham gia đoàn xây dựng cùng với Hoài Thanh, Lưu Trọng Lư, Đào Duy Anh. Thời kỳ này, Chế Lan Viên viết bài và làm biên tập cho các báo Quyết Thắng, Cứu Quốc Kháng Chiến. Năm 1954, tập thơ Gửi Các Anh của ông ra đời đã đánh dấu sự thay đổi phong cách thơ của Chế Lan Viên. Chính cách mạng làm thay đổi đời tôi, thay đổi thơ tôi, như sau này ông từng khẳng định. Tư tưởng nghệ thuật của nhà thơ hướng về thực tại của dân tộc và đời sống của nhân dân. Ông đã biến những vần thơ của mình thành vũ khí để đánh giặc, cứu nước với những tìm tòi trong cách thể hiện, để mỗi vần thơ đều có chất thép, vừa có chất tình. Đó cũng chính là quá trình nhận thức để đi cùng với dân tộc, cùng các nhà thơ đồng thế hệ. Ngay những ngày đầu cách mạng thì Chế Lan Viên đã nhập với quần chúng để đi biểu tình tham gia cái ngày tổng khởi nghĩa cướp chính quyền. Sau đấy thì ông trở thành một nhà thơ dấn thân vào kháng chiến, và cái vùng mà ông hoạt động nhiều nhất ấy, đấy là vùng quê của nhà thơ Chế Lan Viên. Và chính ông được kết nạp đảng năm 1949
cũng là đánh dấu bước tiến bộ mới về chính trị. Bài thơ là Kết nạp đảng trên quê mẹ. Ông ca ngợi bà mẹ quê hương, bà mẹ sinh thành ra mình. Nhưng mà có bà mẹ tinh thần, đó là đảng. Đấy là một cái mẫu của nhà thơ dấn thân đi vào cách mạng và kháng chiến. Trong cái bước chuyển theo cách mạng, Chế Lan Viên theo cách mạng rất sớm, được kết nạp đảng cũng rất sớm. Nhưng mà cái chuyển thơ để cho cái tiếng thơ đó hòa vào của cái văn học cách mạng thì phải mất một cái thời gian trên 10 năm. Khi ông đã chuyển hóa, đã nhập cuộc vào cách mạng thì khởi đầu bằng cái tập gọi là Hoa Ngày Thường Chim Bão Bão thì có thể nói là nó tạo nên một cái tiếng vang, một cái sự nhập cuộc và sự chín tới của Chế Lan Viên. Sau này với hàng loạt các cái tập thơ như là Những Bài Thơ Đánh Giặc hay là Đối Thoại Mới hay là Hái Theo Mùa, và đặc biệt ở cái thập kỷ 60-70 có thể nói là đúng là thơ ông, mà như ông nói rằng là dáng nhà thơ đứng ngang cái tầm chiến lũy. Đấy. Cái này nó khác với những cái cách nhìn mà gọi là dẫu một cây trông trừ giặc Mỹ hơn nghìn trang giấy luận văn chương. Tất nhiên là đấy là một cách nhìn, nhưng mà ở Chế Lan Viên thì thấy là mình hòa nhập vào cái cuộc cách mạng, cuộc kháng chiến đổ bằng máu xương. Thì đây là một cái tiếng thơ, đúng là tiếng thơ đánh giặc, tiếng thơ chính luận. Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, Tổ quốc và dân tộc kiêu hãnh tiến bước trên một chặng đường lịch sử mới. Hơn lúc nào hết, Chế Lan Viên càng hiểu rõ hơn ý nghĩa lớn lao mà ông đã có được ở những năm tháng ông sống gắn bó với cuộc sống kháng chiến của dân tộc. Năm 1960, Chế Lan Viên cho ra đời tập thơ Ánh Sáng và Phù Sa. Tiếp theo là các tập thơ Hoa Ngày Thường và Chim Báo Bão. Những bài thơ đánh giặc, Đối Thoại Mới, Hoa Trước Lăng Người, Ngày Vĩ Đại, Hoa Trên Đá, tất cả đều hướng về thực tế thời đại với những trầm tư suy nghĩ về lẽ sống, nhân cách, về các giá trị truyền thống thời đại, hùng hồn cho lương tri và trách nhiệm của người nghệ sĩ, chiến sĩ, công dân chân chính trước Tổ quốc, trước nhân dân và dân tộc. Ánh Sáng Phù Sa và tiếp theo là Hoa Ngày Thường Chiêu Báo Báo, nó đều nằm trong một cái mạch thơ nói về đất nước, con người trong cái cuộc đời mới. Anh còn có những bài thơ viết về Đảng, viết về Bác Hồ, Người Thay Đổi Đời Tôi, Người Thay Đổi Thơ Tôi. Anh viết về cái cuộc sống hôm nay, muôn màu muôn vẻ. Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ, như chồng. Ôi Tổ quốc nếu cần ta chết, cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông. Tập thơ Những Bài Thơ Đánh Giặc là một cái tập thơ mà cái yếu tố chính luận được nâng mức lên là mang cái tính chất chiến đấu cao. Và ở đây nó thể hiện một cái tư duy quan trọng của Chế Lan Viên, vận dụng hoàn hảo tư duy hình tượng, tư duy chính luận. Ông có những đóng góp quan trọng về phương diện nghệ thuật thơ, biến hóa, đổi thay. Ngoài sáng tác thơ, Chế Lan Viên còn viết văn xuôi và lý luận phê bình văn học. Ông được đánh giá là cây bút uyên bác, sắc sảo với nhiều tác phẩm có giá trị lâu bền, với các bút danh Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Ma, Tràng Văn. Hiện thực đời sống thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đã tỏa nắng cho thơ của Chế Lan Viên, để nhà thơ có thêm nhiều vần thơ tràn đầy sức sống và sức hấp dẫn. Thơ của Chế Lan Viên giai đoạn kháng chiến chống Mỹ đã phản ánh tinh thần chiến đấu dũng cảm của nhân dân Việt Nam. Các tác phẩm của ông đã khéo léo kết hợp hai mạch thơ chính luận hào sảng, mạnh mẽ với mạch thơ trữ tình xúc động. Điều này không dễ thực hiện với thơ ca. Tâm hồn Chế Lan Viên rộng mở, hướng tới khắp mọi miền của Tổ quốc với vẻ đẹp chân chất, bình dị, thật đáng tự hào. Bên cạnh đó, Chế Lan Viên còn tham gia lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam trong nhiều năm và là đại biểu Quốc hội các khóa 4, 5, 6, 7, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội. Ông cũng là một sứ giả văn hóa Việt Nam đương đại, nhiều lần được cử ra nước ngoài tham dự hội nghị quốc tế quan trọng, đem tiếng nói, hình ảnh và văn hóa Việt Nam khẳng định vị thế, tầm vóc Việt Nam trên trường quốc tế.
Chế Lan Viên cũng là nhà thơ có nhiều thơ viết về Bác Hồ với những thành công đặc sắc. Hầu như ở tập thơ nào của Chế Lan Viên cũng có bài viết về Bác và rất đa dạng về thể loại. Đặc biệt là với thể thơ tự do, nhà thơ có điều kiện phát huy tối đa khả năng diễn đạt con chữ, nói lên được tình cảm của mình với lãnh tụ kính yêu. Hệ thống hình ảnh trong thơ Chế Lan Viên khi thể hiện về Bác có sự đan cài hình ảnh thực cụ thể với hình ảnh tượng trưng gợi liên tưởng. Hình tượng Bác Hồ vì thế hiện lên trong thơ Chế Lan Viên hết sức kỳ vĩ nhưng vẫn rất gần gũi với mỗi người dân Việt Nam. Chế Lan Viên viết rất nhiều về Đảng, kết nạp Đảng trên quê mẹ, rồi là Tổ quốc có bao giờ đẹp thế này chăng? Thì những cái vần thơ rất là hào sảng, trong đó có ca ngợi lãnh tụ, có nói về nhân dân, về đất nước, đặc biệt là cái tiếng thơ nói về thời đại và cái tôi hòa trong cái ta. Thế đấy là cái tiếng thơ hòa nhập với cái cuộc kháng chiến, với cái vận mệnh của đất nước và dân tộc. Năm 1975, nhà thơ Chế Lan Viên chuyển vào sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh cho đến những năm tháng cuối đời. Trong con mắt của gia đình, bè bạn thì Chế Lan Viên là người thẳng thắn, nóng nảy. Nhưng ngược lại trong sâu thẳm trái tim nhà thơ lại vô cùng ấm áp. Ông luôn dành cho gia đình và bè bạn những vần thơ đằm thắm, chân thành. Những ngày mà tôi vào bộ đội, ngày 24 tháng 11 năm 1967, một cái đoàn công tác ở ngoài Hà Nội vào chuyển cho tôi một tờ báo Văn Nghệ có đăng một cái bài thơ của cha tôi với nhan đề là đợi thư con, tặng con triều, 6 tháng bặt thư con, chiến trường ngày đánh lớn, chẳng muốn hỏi gì hơn, chỉ mừng tin thắng trận. Thì chắc là lúc đó là cái cảm xúc của những năm tháng cuộc chiến tranh ấy, cũng đã bắt đầu mang những cái thắng lợi lớn rồi. Cha tôi tin tưởng cho nên vận động viên là chẳng muốn hỏi gì hơn và chỉ mừng tin thắng lợi. Có thể nói là riêng tôi thì tôi thấy cảm thấy là đúng là mình đi chiến trường là có cha mình đi theo đấy. Ghi nhận, tôn vinh những đóng góp nổi bật của nhà thơ Chế Lan Viên với đất nước và văn học nghệ thuật. Nhà nước đã tặng ông Huân chương Độc lập hạng 2 vào năm 1988, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 1996. Bên cạnh đó, Chế Lan Viên cũng có công lớn trong việc quy tụ những cây bút, nhà thơ, nhà văn nổi tiếng, góp phần khai sinh dòng thi ca kháng chiến chân chất mà hào hùng ở Quảng Trị, làm phong phú hoạt động văn nghệ kháng chiến. Nổi bật trong cuộc đời của mình với 5 sự nghiệp, một nhà báo sông pha ở trong mũi nhọn của đời sống, một trong những cây bút chủ chốt của báo Văn Nghệ, vừa làm thơ vừa làm lý luận, và với một cái giọng văn vô cùng hấp dẫn, Chế Lan Viên đã trả lời những vấn đề cơ bản nhất về lý luận văn học và lý luận thơ ca. Chế Lan Viên là một nhà hoạt động văn hóa rất đặc sắc và cái hiệu quả. Khi cần tâm tình, ông rất tâm tình. Khi cần tri kỷ, ông vô cùng tri kỷ. Khi phân tích về nghề thì tôi thấy khó một cây bút nào phân tích về nghề sâu sắc, am hiểu, bác học như là Chế Lan Viên. Đây là một niềm tự hào của thơ ca Việt Nam, niềm tự hào của văn học Việt Nam. Và ông với cái khả năng của mình đã nới rộng cái không gian của thơ ca từ Việt Nam hay là của Việt Nam với thế giới. Chế Lan Viên đã đi xa, nhưng những vần thơ của ông vẫn tiếp tục cuộc hành trình bất tận của lịch sử và văn hóa Việt Nam. Ga đi và đích đến chính là Tổ quốc, là dân tộc và nhân dân. Ông đã để lại một sự nghiệp thơ ca lớn lao, có sức sống mãnh liệt trong lòng độc giả.